Xin chào các bạn, lại là Như HT Camera đây. Ngày hôm nay Như sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng gimbal Smart X Pro, gimbal chống rung dành cho điện thoại. Gimbal Smart X Pro là dòng gimbal vừa xịn, vừa có giá thành hợp lý với thiết kế chống rung ba trục, lại đa năng với vô vàn các chức năng. Và muốn sử dụng được em nó, bắt buộc các bạn phải có ao chuẩn nha. Ao chuẩn là ứng dụng độc quyền của Okawa dành cho bộ ổn định điện thoại di động, đơn giản dễ sử dụng, mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới cho việc quay video trên điện thoại di động của bạn. Ai có app rồi thì làm theo hướng dẫn của Như nha, còn ai chưa có thì nhớ lên CH Play hoặc là App Store để tải app về nha. Kèm theo gimbal thì chúng ta sẽ có đế ba chân. Việc có thêm đế ba chân này giúp bạn dễ dàng đặt gimbal trên các bề mặt phẳng, cũng như là dễ cầm nắm hơn và tăng độ dài cho gimbal. Đầu tiên các bạn sẽ lắp điện thoại lên và điều chỉnh sao cho cân bằng, tuyệt đối không được mở nguồn gimbal trước khi cân điện thoại nha. Còn điện thoại nghiêng về hướng nào thì chỉ cần kéo qua hướng đó là điện thoại cân rồi. Bây giờ thì mới mở nguồn nè, các bạn sẽ nhấn giữ nút nguồn từ 3 giây thì gimbal đã được khởi động rồi. Sau đó kết nối gimbal và điện thoại bằng Bluetooth trên điện thoại nè. Trên thân gimbal sẽ có các nút chức năng, cái vòng quay to to bên trái gimbal đây giúp các bạn focus vào vật để lấy nét hoặc là ao nét. Tiếp theo ngay phía dưới vòng quay là thanh trượt này có chức năng là zoom in và zoom out. Hai chức năng này thì chỉ có thể thực hiện khi bạn đang dùng app ao chuẩn thôi nha. Ngay giữa sẽ có màn hình OLED để bạn tiện theo dõi dung lượng pin, kết nối Bluetooth cũng như là các chế độ quay của gimbal. Phía dưới màn hình OLED chúng ta sẽ có nút joystick giúp điều khiển trục xoay dễ dàng. Nếu bạn nhấn 2 lần vào nút joystick thì gimbal sẽ trở về vị trí ban đầu. Còn nhấn 1 lần là chuyển chế độ quay của gimbal gồm có BF, thì chế độ này sẽ giữ cho điện thoại ở vị trí cố định, chỉ quay theo hướng ngang. Còn chế độ F là theo dõi đối tượng hoặc chủ thể trong khung hình. Chế độ L là khóa cả ba trục của gimbal cho phép bạn quay video tĩnh. POV là chế độ quay video từ góc nhìn của người dùng. Còn đối với DM cho phép điện thoại xoay 360 độ tạo ra những hiệu ứng video quay vòng. Muốn sử dụng chế độ này thì các bạn sẽ nhấn 3 lần vào nút joystick. Phía dưới nút joystick chúng ta sẽ có nút nguồn và nút quay. Đối với nút nguồn, ngoài việc nhấn giữ để tắt mở nguồn, các bạn có thể mở đèn LED phía sau bằng cách nhấn 1 lần vào nút nguồn. Và mỗi lần nhấn thì đèn sẽ tăng độ sáng, đến lần thứ tư đèn sẽ tắt. Còn nút quay thì các bạn có thể dễ dàng quay chụp với một lần nhấn. Đối với nút này thì các bạn có thể điều khiển được camera quay chụp bình thường của điện thoại luôn nha. Còn nếu nhấn 2 lần thì gimbal sẽ chuyển sang chế độ quay ngang và ngược lại, nhấn tiếp 2 lần điện thoại sẽ quay dọc lại. Đặc biệt, nếu các bạn sử dụng điện thoại có chế độ sạc không dây thì các bạn chỉ cần nhấn giữ nút quay và điện thoại của bạn sẽ được sạc ngay lập tức. À, mà điện thoại của bạn pin phải dưới 80% thì mới sử dụng được chức năng này của gimbal đó nha. Còn bây giờ thì vào app nha. Khi vào giao diện app thì bên góc trái sẽ có hình ngôi nhà nè. Ngôi nhà này là trang chủ sử dụng gimbal. Tiếp theo là cây đũa phép thuật này nè. Ai thích cái đẹp thì sẽ thích nó ngay với các chế độ làm đẹp là mịn da, trắng da, làm hồng da. Còn BX là chế độ phân giải. Mình khuyến khích các bạn nên chọn độ phân giải cao nhất là 4K 60fps cho đẹp. Còn nếu điện thoại bạn bị nóng hoặc là điện thoại của bạn không có chế độ 4K thì chọn 1080 cũng ok. Ô cuối cùng này là một số cài đặt như là chế độ hiện giờ 3 giây, 10 giây, tắt mở đèn flash, cài đặt mở camera phía trước nè, kết nối mic Bluetooth, âm thanh của điện thoại. Hoặc là gimbal setting sẽ có update firmware khi mà hãng có những bản update mới. Bên phải thì sẽ có lưới camera, bạn nào dùng lưới để canh góc quen rồi thì nhớ bật lên nha. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có bật tắt chống rung, còn có đường ngang ở giữa màn hình nè. Cuối cùng là hành điều chỉnh tốc độ zoom. Và chúng ta sẽ có 11 chế độ quay chụp bao gồm chụp phơi sáng, trajectory delay, timelapse, slow motion, video, ảnh, toàn cảnh, hitchcock, xoay 180 độ, phim và dolly zoom. Và đó là cách sử dụng gimbal Smart X Pro. Các bạn có nhu cầu mua gimbal hay là action cam nhớ qua HT Camera để ủng hộ Như và anh Trung nha. Bye bye.